sau đá có nhầm không? Ừ. Thôi thôi ngước lên chút bài vậy cho nó chịu thấy. Bữa nay mà về xong sớm ấy có nó vừa sập táo xong không xuống bách cỡ năm cái tiền nào trái nhà đi hôm bữa đi đường thấy mà không có không bách đấy là bữa nào gì sớm ấy thì không bách xin tao quay clip luôn bác ơi kiểu như đừng clip giờ bác ơi thì chứ vậy clip cho nó khác một chút kia mới ở cứ bữa ông ở chồng tao thì ông đặt 10 cặp mà kêu báo cùng đi ấy mà chuyện bắt đầu ông kêu là ông đi công tác ở Quy Nhơn mà ông bay ra sân bay Phù Cát là một mình xuống đó mình giao cũng được hai là ông lên ông bắt thì mình mua báo giá gì ai gì rồi gọi xe vô trong cái làm biến đi khỏi luôn nhiều cặp báo trăm cho thử 15.000 con 30.000 thôi một cặp 300 cũng được đúng không mà điều đi gọi xa mệt làm biến thì vũ vô gỡ Sài Gòn ấy thì mình đóng vô cái thùng mình vô Mỹ Yên mình gỡ vô trong bên xe nào đấy đưa số xe ở tao lái thì được mình xin chịu mà giờ đi dùng tàu thì bắt buộc là phải xuống như Gò Găng chờ xe gỡ kêu chuyện khổ được rồi vẫn chuyện ấy là chuyện nhưng mà đi gỡ mệt lắm. Nếu như đi gói ngay từ đầu thì tao báo giá khác. Thì tiền xe thì ở vô trăm như ta? Không phải có từ 100 tới 200 tùy xe nó lái. Ông chịu anh? Dạng là nuôi thả trong cái giường cái cành ấy cho nó ăn mũi. Người chúng có cái đợt đó nó làm clip nó được vẫn chưa đủ giờ nha sắp thì lên đủ lâu rồi mà giờ chưa đủ 4.000 giờ mà mới có 409 giờ mới 1/10 hai nó ăn cơm không là bây giờ nữa chút chết rồi đi nghe nói cho con cũng thôi ngoài nhíp hay rau nhúi mình cạo ra dữ quá nhuộn láng lâu ra bữa nào kêu mấy anh Sài Gòn giờ nó đầu tư là chạy chạy cho đấy mấy người nói phàm phàm rồi ấy anh ấy ghiền phàm phàm đó
cái lồng nó rồi. Em cháu dàn con kia thằng Vinh. Ví dụ làm mà ăn chia kiếm sao ta, mình có đất có trại đủ nó có tiền hay làm ăn chia sao? Thì bây giờ cứ bắt đầu từ tiền đúng không, tổng chi phí đó thì trừ vốn trừ chi phí hết ra thì chỉ đâu giống như ví dụ như thì lời chỉ đâu ấy. Nhưng mà phải tính phí ví dụ như thơ người chăm nè. Còn những cái phí nào ví dụ như phí chuồng trại phí ái là mình không tính. Kiếm bây giờ từ bây giờ trở đi phát sinh phí gì thì mình tính vô. Trừ ra hết còn tiền lời mới lấy. Những cái đấy làm thành một cái farm của chăn nuôi ngon không? Tức đấy làm cậu đấy làm rộng rãi thôi mấy. Ủa miền tây bữa nay nó rộ lên, ví dụ mà bị còi nó đỏ từng sốt, nó bó bèo ra nó rồi nấu trâu xong nước em. Cái đầu còn là to mà hay đáng là hai con ăn sát bên chụp cái chân nó rút xuống một con kia vẫn bình tĩnh bình thường giống như làm không có gì xảy ra. Xong nó trâu to nó lụm mà hai con sát bên mới ác chứ. Cần xem không? Chứ nó ngầu giống con ớt quá. Bên Bên chàng hán, ra đây bên chàng hán. Đi chàng hán cái giật cái giật ấy. Lương anh gãy. Chưa đâu, do xương nó còn yếu á. Chưa, nó còn yếu nó đi vậy chưa được cái cừ luôn. Chọc cừ anh cừ nhá, làm rành anh cái cừ của anh cừ nhá, mát khiếp mát nhìn nó muốn. Ví dụ như có cái nó lớn nữa nha, nó ở đâu. Nó có tiền nó mua giúp đen nữa, 800. Giúp đang nói xấu cái mày. Chị ơi, thì cho nó VIP không nữa. Nó đề xuất thiện liếc cho máy. Nó được đề xuất viết thì nhưng mà không nhận cầm mà nhíp nhô đem tay ha mà nó ra sướng nó có tuột giật giật như nhíp kia dù nó hơi chắc nhưng mà nó chất lượng. Mà cầm mấy nhíp rồi, ví dụ đi gặp người lạ rồi dở xin cho con mượn con test cái nhíp thử. Cái nhíp mà là nó nhìn nó ngoái không? Chứ còn vô xin nào, chúng nó cái nhíp ống nậu con cái này, cái nhíp như hai con tay vậy, ông kèm quá kiếm
100 vậy đâu. Dứt ra một khách.